Và thế là mình có một quãng đường dài 36 tiếng, không công việc, không suy nghĩ, không lo lắng, không lớn lên, không gì cả. Mình chỉ ngắm nhìn, chỉ lắng nghe. Chúng mình không lên plan, không chuẩn bị quá nhiều trong chuyến đi, cũng không phải đi để làm một cái vlog, cũng không phải đi làm. Chỉ đơn giản là chúng mình đi. Đây sẽ không phải là một cái clip review, cũng không có một trình tự. Đây là một video dành để nghe. Một chuyến đi nhỏ nhưng để lại cho mình rất nhiều thứ. Mình được lắng nghe, được trò chuyện, được giúp đỡ, được chia sẻ. Mọi người dễ thương. Cả một chuyến đi dài, không có tiếng cáu gắt, không có mệt mỏi, chỉ có tiếng cười, tiếng các chú trên tàu. Mua bánh mà ăn đi, mua cơm cho chú đi chứ. Chú mày không ăn bây giờ, lát đói ra đấy, tao không chịu trách nhiệm đâu. Ăn không? Thôi ăn đi, mua nước mà uống đi này. Uống cho nó mát đi này, nắng nôi thì này. Anh ở trên tàu hỏi han, hai đứa lần đầu đi tàu hả? Phải di chuyển tàu, bắt đầu từ Hà Nội lúc đêm thì mới đi qua Đà Nẵng vào ban ngày. Vui không? Mệt không? Bọn anh đã đi dọc đất nước này năm này qua năm khác, quen rồi. Mày đổi đi chơi đi, có tao khác mà chơi cho biết. Lên đầu tàu mà chơi, tới chặn dừng rồi xuống mà chơi. Đừng có đi xa nhé. Tí tàu chạy anh còn gọi về. Về tới Sài Gòn anh bảo quay đầu về Hà Nội luôn không? Lên lại nào. Chuyến đi này chúng mình không ngủ nhiều, chỉ đơn giản là không buồn ngủ. Chúng mình không suy nghĩ, chỉ đơn giản là chúng mình ngắm nhìn. Chúng mình cười thật nhiều, chúng mình nhảy nhót, chúng mình nói cười. Cái toa tàu của mỗi hai đứa mãi cho tới khi tới Bình Thuận. Chắc là vì mọi người ít khi đi một quãng đường thật dài từ Bắc và tới Nam. Một con đường mà mình đi qua, mình đều được C2. Mình cảm thấy rất hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mình thì không có kỳ vọng lớn lao rồi mình sẽ phải trở thành một điều gì đó to tát. Mình chỉ có một mong muốn nhỏ rằng mỗi ngày mà mình sống, mình đều cảm nhận được điều tốt đẹp của cuộc sống này. Thế thôi. Sống thường ngày giữa đất trời, có đôi khi mọi người cũng thật say. Mình chỉ đứng đấy, ngắm nhìn, mọi suy nghĩ, mọi vấn đề của mình chạy dài theo đường tàu chạy, không còn nặng nề, không mệt mỏi, không sợ hãi.
qua sông, đi qua con hầm dưới núi, mình được đi qua đồng lúa, đi qua biển, đi ngược chiều chuyến tàu Nam Bắc, đi qua lá đỏ, đi qua bình minh, đi qua cả hoàng hôn, cả nắng, cả mưa, nắng xuyên vào lá và toa tàu, lấp lánh. Mình đi qua giấc ngủ, đi qua bến dừng chân, đi qua dòng người hối hả, đi qua nhiều bến đỗ. Mình đi qua người lạ, mình đi qua cả nước mắt, mình đi qua cả nụ cười. Mình không rõ mỗi chuyến đi đối với mỗi người ra sao. Mỗi chuyến đi, mình đều có lúc dành riêng cho suy nghĩ của bản thân mình, viết cho bản thân mình. Mình có thể là một người mộng mơ, và thử đối với mình nhiều màu sắc hơn những gì nó thể hiện ra trước mắt. Mình thấy cuộc sống có thật nhiều thứ thú vị, mình muốn thấy thật nhiều màu sắc. Mình cũng có thể không phải là một người nhiều năng lượng tích cực, nhưng mình thấy như vậy thì cũng thật tốt. Bởi vì đôi khi mình bị rơi xuống một quãng thật sâu, dưới một bầu trời tối đen, thì mình mới thấy những vì sao sáng đến như hồng nào. Ban đầu mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ với mọi người để mọi người chuẩn bị sẵn sàng trong chuyến đi trọn vẹn. Sau mình lại nghĩ có lẽ không hoàn hảo là chuyến đi trọn vẹn nhất. Mình nghĩ ngoài những gì mà mọi người có thể dự trù trước thì hãy enjoy đúng nghĩa, hạnh phúc là được. Đừng ngại khó, hãy đi một chuyến tàu.